Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay bếp nhà mình sẽ làm nấm đường gà kho chay. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Gia vị nêm gồm có 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê tương cà, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê dầu hào. Trộn đều tất cả gia vị. Chúng ta chuẩn bị một thau nước muối. Nấm đùi gà chúng ta sẽ cắt khoanh, sau đó khứa theo chiều dọc và chiều ngang để khi kho nấm sẽ dễ thấm gia vị. Sau đó chúng ta cho nấm ngâm vào nước muối khoảng 15 phút. Nấm sau khi ngâm nước muối xong chúng ta xả lại bằng nước lạnh. Và sau đó dắt ráo. Chúng ta sẽ cho dầu vào chảo. Đợi dầu nóng, chúng ta sẽ cho nấm vào chiên. Trong lúc chiên, chúng ta chở đều hai mặt. Nấm sau khi chiên xong, chúng ta sẽ cho gia vị vào.
Trong quá trình nấu, chúng ta nêm nếm lại theo khẩu vị của từng người. Chúng ta sẽ kho đến khi nấm thấm gia vị và nước hơi sánh lại là được. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.